Xin chào mừng toàn thể quý vị lại quay trở lại với Thái Học chuyên mua bán ô tô cũ. Và hiện tại thì Học đang có mặt ở showroom xe mới Toyota Hiroshima Tân Cảng ở số 220 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Quý vị ơi, và hôm nay Học xin phép giới thiệu đến cho quý vị mẫu xe Vios Air. Xe này được sản xuất vào năm 2020 và đã lăn bánh được 88.000 cây. Động cơ 1.5, hộp số tự động CVT, động cơ mới nhất hiện tại nha anh chị. Và sản phẩm này bên Học đang chào bán với mức giá chỉ 475 triệu đồng và xe đã hoàn tất xong gói Maru. Maru là công nghệ làm đẹp tiêu chuẩn của Nhật Bản, và Toyota Tân Cảng đã độc quyền, chỉ có đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng mới có cái dịch vụ Maruguri này thôi anh về. Maruguri là cái gì? Maruguri là vệ sinh làm đẹp, không sử dụng chất tẩy rửa mạnh đó, và làm theo quy trình, chẳng hạn giống như nội thất bên Học sẽ diệt khuẩn, khử mùi, tách ẩm xong mới đánh bóng ha. Còn khoang động cơ và gầm bên Học đều vệ sinh, đều là dung dịch hơi nước 3M để không ảnh hưởng cho những cái chi tiết bằng nhựa hoặc là bằng nhôm sau này của quý vị ha. Và sau đây Học xin phép mời quý vị cùng Học đánh giá sơ bộ cái sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng ta đánh giá ngoài ngoại thất trước nha anh chị. Ngoại thất trước anh chị nhìn cụm đèn pha nè, 2020 mà mới nguyên à. Rồi chúng ta coi cái khung ngoài ha, má vè chưa ra nè. Rồi ốp ga lăng trên cái nút này. Xe thì cam kết với anh chị là không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ và hộp số thì bên Học sẽ gia hạn bảo hành thêm 1 năm và 20.000 cây. Đối với những chi tiết quay chẳng hạn như là piston, xi lanh, bàn thì những cái đó bên Học sẽ cấp sổ bảo hành cho quý vị ha. Bên cạnh đó thì cấp giấy chứng nhận không đâm đụng, không ngập nước, cô chú anh chị yên tâm mà sử dụng. Rồi, sẵn tiện ở đầu xe này chúng ta cùng đánh giá qua sơ bộ về đâm đụng ha. Anh chị, trước khi mà anh chị kiểm tra một cái xe, mình sẽ đứng xa ra, mình kiểm tra những đường dập nổi mà Học thường xuyên giới thiệu quý vị á. Rồi cô chú anh chị cứ mở capo ra, chúng ta đứng xa nhìn nè, coi cái capo á, những cái lằn găng này đối xứng hay không. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đó, nó có đối xứng nha, và nó rất là đều. Những cái lỗ ở trên đây, những cái lỗ tròn tròn anh chị thấy không? Nó còn rất đều và rất là nguyên vẹn ha. Đó, nó còn thẳng, nó không có bị dập. Đó, rồi đầu tiên chúng ta sẽ lần lượt vào hai con ốc capo này. Đó, hai ốc còn nguyên vẹn thì thường xuyên nếu mà mình đang tháo là bên kia phải tháo nha anh chị. Đó, người ta tháo là nhiều khi để sơn thôi chứ không có vấn đề đâu. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta kiểm tra được hai ốc này chưa tháo rồi á thì anh chị có thể lướt sơ vào phần keo chỉ luôn. Đây. Đó, keo chỉ nha. Đó. Rồi. Quy trình kiểm tra xe thì anh chị nên kiểm tra từ ngoài vào trong, tại vì cắn đụng là ở ngoài đây nó vào trước ha. Rồi chúng ta kiểm tra nè, ốc cabo xong rồi đúng không, cabo là gồm ở đây luôn. Rồi chúng ta kiểm tra nè, má bè nè chưa tháo nè. Rồi sẽ kiểm đèn cụm đèn pha bên phải nè mới nguyên nè. Đó anh chị thấy không ạ, chỉ 475 triệu đồng thôi chúng ta đã có một chiếc xe Vios đời 2020 phân khúc hạng B, động cơ 1.5 dual VVT-A. Thì cái động cơ 1.5 dual VVT-A này bao gồm hai cái cam thông minh, đó nó tuần hoàn, nó làm việc tối ưu hóa cái khả năng về thân thiện với môi trường, là tiết kiệm nhiên liệu và nồng độ khí thải nè, và tăng cho công suất động cơ này rất là bền bỉ nha anh chị. Động cơ 1.5 kết hợp với lại hộp số dual VVT-A. Động cơ này là hiện đại á. Tới hiện tại thì cái động cơ này cũng vẫn được trang bị cho những chiếc xe Vios vào năm 2022 này, chưa thay đổi động cơ nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng về thân xe nè, anh chị nhìn ở thân xe ha, kiểm tra những cái đường dập nổi từ mí cản trước nè, đó đường dập nổi của cửa nè, đó. Xe này thì được sử dụng bộ mâm là 15 inch, thông số lớp là 18560 R15, và cái lớp này á, thì đã được bên Học thay vào tuần thứ 10 2022, đó là một cái lớp mới nguyên ha. Đây còn cái chỉ này anh chị, cụm ba đờ sóc bên trong đó. Hệ thống treo phía trước á, của xe này là hệ thống treo mát phía xanh, hấp thụ dao độc tốt, bền bỉ, đơn giản. Rồi đây là tấm bi cửa nè, cô chú anh chị thấy không ạ. Rồi chúng ta sẵn tiện đây chúng ta kiểm tra keo chỉ, nó chạy từ đây luôn nè, cái keo nó chạy từ đây, nó chạy qua đây ha. Đó, ít khi này trên đây ít có khi nào va chạm lắm anh chị ạ. Đây đó, anh chị kiểm nè, hai ngón tay của Học đây nè ha. Đó, nó rất đều, nó rất là liền mạch. Vì những cái keo này á, khi mà nhà sản xuất người ta đi á là đi bằng robot nên nó rất là đều.
Đó. 1.000 cái như một cái đó anh chị. Rồi, ở đây là phần top lô xe 2020 mà, thì những cái phần này thì khỏi phải bàn rồi. À, xe này cũng được trang bị ghế da đục lỗ. Xe bên học Maruguri gì cũng khử bụi tách ẩm đâu hết trơn rồi nha anh chị. Ở trong đây cũng có cái keo đó nè, bản lề cửa nè anh chị có thấy không, cái keo nè, là cái này cái bản lề này, nước sơn nè. Đó. Đây. Đó, cửa chưa tháo nha anh chị. Rất là tiết kiệm, 2020 mà chỉ có 475 triệu đồng. Mình học xe bao rút hồ sơ gốc, cô chú anh chị nào ở khác tỉnh nha. Ở đây có phải trẻ con nè, ở đây là da zin theo xe nè. Đó, anh chị thấy không, 2020. Và xuống cái vè này cũng vậy luôn anh chị. Đây, anh chị nhìn nè. Anh chị để ý kỹ thì những xe nào nó có cái vè này nó cũng có cái keo ở đây ha. Để chúng ta kiểm tra va đập va chạm ở đây. Ở phía sau chúng ta vẫn sử dụng là phanh đĩa hộp mâm hộp kim nhôm màu bạc 15 inch. Đây anh chị nhìn cái hệ thống treo này. Đó, nhìn cái bô này. Nó còn nguyên vẹn hết nha. Hệ thống treo tem mạc còn đầy đủ. Gầm bệ nè, căng thùng nè. Rất là đẹp nha anh chị. Cụm đèn lái phía sau hầu như là hoàn toàn như mới. Bản chữ E nè, logo Freon. Chiếc xe quốc dân, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng dễ khai, chi phí bảo dưỡng thấp. Hầu như là đi chỉ khai nhớt, khai lọc, má phanh, lốp xe, gạt mưa. Đó, chúng chả có gì để thay quý vị á, vì cái độ bền nó khủng khiếp lắm. Đây anh chị, cái vỏ xe gai còn rất là cao nè, thấy không? Chị thấy không ạ? Mình học đã phủ gầm rồi. Cô chú anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Rất là đẹp, 475 triệu, rất là hợp lý nha anh chị. Cô chú anh chị nào đến xem xe này có thể mang xe về luôn, vì bên học đã hoàn tất xong 176 hạng mục Maruguri kiểm tra theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam, là 176 hạng mục bao gồm là khí thải nè, lực phanh nè, hô en đầu ra, nhớt hộp số nè, nhớt động cơ nè, chờ lật lái nè, góc chiếu đèn đầy đủ hết nha anh chị. Bên học còn hai sản phẩm, một sản phẩm 2019 và sản phẩm 2020. Thì đây là sản phẩm 2020. Rất rất là đẹp nha anh chị. Đây cái vô lăng này. Đây cần số đây anh chị. Đúng chuẩn 88.000 cây nha anh chị. Xe này đã có một trần lót sàn phim cách nhiệt rồi. Viền che mưa rồi. Mà. Và cái con số mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất đưa ra là 4,7 lít nè. Đi ngoài đô thị nè, đi tổng hợp là 5,7. Còn đi trong đô thị chỉ có 7,5 lít thôi. Với thời điểm hiện tại thì mức xăng rất là cao. Đó. Hai cái vỏ nè, hai cái vỏ mới nhất. Mình học mới gắn lên anh chị. Cô chú anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi nha. Rồi, dạ, học sinh nhắc lại. Cô chú anh chị, bên học có nhận đổi xe cũ đề thấp lên xe cũ đề cao, xe cũ 4 chỗ lên 7 chỗ. Đặc biệt là dẫn với ông xe Toyota, bên học có thể là mua xe, cô chú anh chị với giá cao nhất thị trường, mua xe tất cả các tỉnh, mua xe thủ tục nhanh gọn, mua đất và bán đọt. Bán xe thì cấp giấy chứng nhận, không đâm đụng, không ngập nước, cấp sổ bảo hành 20.000 cây và 1 năm sử dụng đối với những chiếc xe Toyota. Và học sinh nhắc lại cái sản phẩm này là Vios E, hộp số CVT, được sản xuất vào năm 2020, xe mang biển tỉnh màu trắng và đã chạy được 88.000 cây. Thì chiếc xe này bên học đang chào bán với mức giá rất là mềm, bằng với salon, chỉ có 475 triệu đồng, rất là hợp lý ở thời điểm hiện tại, vừa tiết kiệm vừa bền bỉ. Với lại dáng xe phân khúc hàng B, chiếc Vios mới này nó cũng rất là đẹp nha anh chị, nó rất là hài hà. Form dáng cũng rất là đẹp, rất là hiện đại. Mới đây mà 2020 mà. Cô chú anh chị nào có Vios 2017, 2014 muốn đổi xe hãy liên hệ với học, số điện thoại 0935 255 686 0901 224 668.
Còn đây là những chiếc xe mới mà bên Học để cho quý khách hàng vô tham quan. Đây là chiếc xe Corolla Cross 1.8G. Đây là tổng thể của chiếc xe ha. Hộp số CVT này, kiểu động cơ là 2ZFE. Chiều cao, chiều dài chục cơ sở là hai cái chục bánh anh chị ha. Moment xoắn là 172. Còn đây là Vios RS nè. Toyota Attic 2022 nè. Tôi chứ anh chị có đến muốn lái thử những chiếc xe này 2022 cao cấp nhất, mới nhất thì hãy liên hệ với Học nha. Tôi Vios RS. Học có nhận xe cũ đổi xe mới, xe cũ đề thấp lên xe cũ đề cao ở các tỉnh. Xin Học xin kết thúc video tại đây. Xin chúc cho cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và luôn luôn hạnh phúc. Và Học xin chào, xin hẹn gặp lại.